mơ nếu mong không thành thì sao? Non cao đất rộng biết đâu mà tìm. Đường đời miệt mờ vẫn nghèo về đâu. Mong chờ duyên kiếp đưa lối bắc cầu. Em ơi nhắc lại phút xưa gặp nhau. Trên đê vắng người lúc tan chờ chiều. Ngại ngùng mỗi lần anh đến làm quen. Má em ửng hồng vì quá thẹn thùng. Em ơi nhớ chẳng thỏa ấy. Mỗi khi bóng chiều xuống dần em về trên quãng đường xa. Gặp nhau dù không dám chào, nhìn nhau mà lòng vẫn vui. Em ơi phải chẳng đến khi chiều ấy bấy lâu thành lời. Dù rằng đường đời ngăn cách tình ta, phút giây ban đầu mãi không phải nhòa. Dù rằng đường đời ngăn cách tình ta, giây ban đầu mãi không phai nhòa. Lạ nha, xoáy ca mà hát nhạc sến nha. Em ơi, hai em tên gì? Em tên Thạch Sớt. Dạ, em tên Minh Thảo hả? Em tên là gì? Thạch Sớt. Thạch Sớt. Thạch Sớt. Ồ, họ Thạch. Họ Thạch là người Khmer đúng không? Dạ. Đúng rồi. Rồi em đến từ đâu? Dạ, hồi xưa ở Campuchia và Thái, giờ về chợ Vinh ở. Còn Thảo ở đâu? Thảo ơi. Dạ thưa, em cũng ở chợ Vinh ạ. Ở chợ Vinh luôn? Dạ. Quê Sớt là một làng Khmer nghèo ở tỉnh Trà Vinh. Vì gia đình nghèo khó nên từ nhỏ Sớt được gửi vào chùa tu học. Lớn lên ở chùa, Sớt đã làm rất nhiều việc để sinh sống. Từ bốc vác đến làm thợ hồ, Sớt làm tất cả những việc có thể kiếm ra tiền để phụ giúp gia đình. Ba mẹ Sớt già yếu và bị bệnh nặng nên Sớt hiểu rằng mình phải làm một trụ cột vững chắc cho gia đình. Tuy công việc nặng nhọc nhưng tối đến Sớt đi hát ở các đoàn lô tô tụ điểm để kiếm thêm đồng tiền giúp cha mẹ mình. Sớt cảm thấy rất hạnh phúc khi qua lời ca tiếng hát Sớt có thể mang đến cho mọi người niềm vui và hạnh phúc. Nhờ vậy âm nhạc và ca hát đã chìm vào tâm hồn của Sớt như một phần không thể thiếu được. Tôi sinh ra và lớn lên tại một làng quê nghèo ở Trà Vinh. Âm nhạc là một phần không thể thiếu trong cuộc sống của tôi. Dường như tôi có thể hát mọi lúc mọi nơi để vơi bớt những sầu buồn trong cuộc sống đầy khó khăn. Từ lúc nhỏ tôi có chiếc cassette là người bạn thân thiết nhất. Những giai điệu ca từ dần thấm vào trong tôi và
và cho tôi một giấc mơ được hát cho mọi người nghe. Gia đình tôi nghèo khó nên lớn lên tôi rời quê hương lên Sài Gòn để mưu sinh và tìm cho mình một con đường thực hiện giấc mơ ca hát. Tối tôi xin vào các phòng trà để hát thỏa lòng với đam mê. Tuy cuộc sống có nhiều bộn bề khó khăn, nhưng chỉ cần được hát, lòng tôi lại nhẹ nhàng hơn để tiếp tục đi trên con đường tình yêu âm nhạc. Vô tình biết nhau cách đây không lâu, nhưng chúng tôi nhận ra rằng cả hai đều có nhiều điểm chung, có chung niềm đam mê nghệ thuật. Và có lẽ cũng chính vì sự đồng cảm trong hoàn cảnh của cả hai, chúng tôi sẽ thật sự hòa hợp trên sân khấu tuyệt đỉnh song ca. Hạt sớt em chỉ hát được dòng nhạc này thôi phải không hay là? Dạ nhạc Khmer. Hát đồ kẹt chơi anh. Thảo chơi luôn. Tròn tê khinh ca má chú chóp nê trai đuông chân đa lôi ca lầy nực mình plek rol ngày xóm đây sợi bèm xóm đây bèm trò chẹn chật tờ cụ bền nét na phía snack nhóm miền rư tê ta nơi tôm nê rư tê cứ chia snack nhóm thơ hơi trái prap bong phong bờ sẽ luôn ong niềng mắn á nắt đòi chất khinh nhóm tê ó sóng khâm hờ. Ok rồi. Hả đại. Yeah. Cảm ơn em. Em không biết là cái giọng Khmer này hát tiếng Khmer mà hát nhạc quê hương sao ta? Chị mới lạ. Trời ơi khó vậy. Rồi dòng sau đi. Ly bà thấy. Hả? Cô gái này giống ai không Ly? Tôi là hơi ngợn ngợ đó nha. Ngợn ngợ thì nói luôn đi. Dạ. Vợ em biết lối xe cách hát những bài tình ca viết riêng thân em. Vợ em biết trái tim anh có hình bóng ai kia đâu chỉ riêng em. Thảo ơi là Thảo. Không. Nhìn thẳng như thế này thì nó không hoàn toàn như khi em để cái micro lên là phần này trở lên là y đạn luôn. Em ơi, hình như là tự nhiên hồi nãy thi một cái bài trữ tình thế này chuyển hẳn một khắc hẳn một cái chất giọng khác luôn. Cái kiểu khác nhau luôn. Vậy thì anh sẽ biến em thành y chang bản gốc luôn. Có khi nào mời bản gốc tới huấn luyện không ta? Chắc vậy, không quá. Thực sự khi mà em hát nhạc trẻ thì đó mới là đất sống của em. Em hát nhạc trữ tình anh nghe hơi đơn giản. Còn bạn Thạch Sớt thì em có cái nét đặc trưng riêng. Khi mà hát dòng nhạc trữ tình, em cũng có giọng. Nhưng mà em cần phải tập nhiều hơn nữa. Em bớt lạm dụng cái tiếng nấc của mình đi. Với lại là em cần luyến lái nhiều hơn nữa để cho ra chất bolero, mà anh nghĩ rằng là anh Hưng sẽ làm được việc đó. Ok, tiếng vỗ tay nhỏ quá.